Chào mừng quý vị khán giả đến với kênh Hoàng Việt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một địa điểm tâm linh nổi tiếng tại chùa Châu Thới Bình Dương. Đây là ngôi chùa cổ xưa nhất tại vùng Đông Nam Bộ. Bình Dương không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là một địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn gần Sài Gòn. Với những yêu thích du lịch tâm linh thì chắc chắn sẽ không bỏ qua chùa Châu Thới Bình Dương. Là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất tại vùng Đông Nam Bộ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vẻ đẹp thu hút du khách tới với ngôi chùa này qua video sau đây nhé. Chùa Châu Thới Bình Dương là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Di tích danh thắng núi Châu Thới là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Bình Dương được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia ngày 21 tháng 4 năm 1989. Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt trong quần thể cảnh quan núi có chùa Thái Sơn hình thành từ rất sớm, là một trong những ngôi chùa đầu tiên của tỉnh Bình Dương. Núi Châu Thới nằm ở vị trí gần quốc lộ 1K thuộc địa phận phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cách thành phố Thủ Dầu Một 20 km về hướng Tây, nằm gần sông Đồng Nai và tiếp giáp với nhiều tuyến giao thông lớn đi thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bà Rịa. Núi Châu Thới cao 85m, trên đỉnh có ngôi cổ tự thật uy nghi, quang cảnh cây cỏ quanh năm tươi tốt. Đại học sĩ Trịnh Hoài Đức đã từng miêu tả, núi Châu Thới là tấm bình phong che chắn các luồng gió dữ, nó còn điều hòa khí hậu cân bằng sinh thái cho cả một vùng đất và người dân xung quanh. Núi Châu Thới còn là một biểu tượng đẹp của vùng cư dân Biên Hòa xưa, nay là tỉnh Bình Dương. Theo các nguồn tư liệu khảo cứu, chùa Châu Thới được xây dựng vào khoảng năm 1612 do Thiền sư Khánh Long sáng lập từ một am bằng tranh nhỏ, lúc bấy giờ chùa được mang tên là Hội Sơn Tự. Tuy nhiên, căn cứ vào lạc khoản còn lưu giữ ở chùa có ghi dòng chữ Tân Dậu Niên Chánh Nguyệt Sơ Kiến Nhật, có thể xác định chùa Châu Thới được xây dựng vào năm 1681 và là ngôi chùa được xây dựng sớm nhất tỉnh Bình Dương và thuộc nhóm lâu đời nhất Nam Bộ. Hơn 300 năm lịch sử, chùa Châu Thới đã trải qua 13 đời trụ trì. Qua quá trình biến động lịch sử, chùa đã được tu tạo nhiều lần. Năm 1930, trùng tu lại nhà thờ tổ và giảng đường. Năm 1971, đắp xi măng 220 bậc thang lên núi. Năm 1993, chánh điện được trùng tu. Sau đó, các hạng mục khác như bảo tháp, đại hồng chung, tượng Phật, trồng chầu cũng được xây dựng, hoàn thiện. Bên cạnh những giá trị lịch sử tôn giáo, chùa Châu Thới còn mang những giá trị lịch sử cách mạng của vùng đất Dĩ An. Trong kháng chiến chống Pháp, dựa vào thế núi và ngôi chùa Châu Thới là nơi trú ẩn, hội họp của các nhà hoạt động cách mạng. Với địa thế hiểm yếu lại có các vị sư yêu nước, do đó rất thuận lợi làm điểm hội họp, dừng chân, ẩn náu. Chùa Châu Thới đã từng là nơi luyện tập võ nghệ của các hội viên Thiên Địa Hội, nơi dừng chân của quân áo Đào Tây Sơn và là nơi lánh nạn của các chiến sĩ cách mạng. Các nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ như Huỳnh Văn Nghệ, Huỳnh Tấn Phát cũng từng đến chùa và hoạt động tại đây. Trong suốt hai cuộc kháng chiến, các chư tăng ở đây đã ủng hộ tiền, gạo, vải, thuốc cho bộ đội. Lúc cần kiếp, chùa Châu Thới đã ủng hộ cả đại hồng chung để công binh xưởng đúc đạn đánh giặc. Núi Châu Thới mang những giá trị cảnh quan rất đặc sắc, núi cao nằm giữa vùng bình địa bằng phẳng. Dưới chân núi có những hồ nước trong vắt, xa xa về phía đông là dòng sông Đồng Nai uốn lượn hiền hòa. Cây cối thảm thực vật trên núi phong phú, đa dạng, quanh năm xanh tốt che rợp những lối đi. Vãng cảnh chùa mùa nào du khách cũng cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, trong lành, tĩnh lặng. Hàng năm, chùa núi Châu Thới đón hàng chục ngàn lượt khách du lịch về chiêm bái, lễ Phật, đặc biệt vào dịp đầu năm và lễ Vu Lan báo hiếu. Du khách nhiều tỉnh lân cận như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây cũng tập trung về đây xin lộc, viếng chùa và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trao tặng quà cho bà con gặp khó khăn trong vùng. Cũng vào những dịp này, núi Châu Thới trở thành một điểm du lịch đặc biệt cuốn hút. Khách vãng cảnh chùa đông đúc từ sáng tinh sương cho đến chiều tối muộn. Các lối đi lên núi luôn nhộn nhịp bước chân, các gian hàng lưu niệm, các sạp đồ ăn nhanh, các đặc sản vùng miền đều được bày bán hai bên đường để phục vụ du khách tham quan. Chùa Châu Thới Bình Dương chính là nơi tụ hội linh khí của đất trời. Chính vì vậy mà những ngày mùng 1, ngày rằm hay lễ Tết thì có rất đông du khách từ khắp nơi tụ về đây để thắp hương, cúng bái cầu an, cầu siêu cho gia đình. Một trong những địa điểm du lịch tâm linh vô cùng hấp dẫn sẽ đem đến cho những trải nghiệm thú vị.
quý vị khán giả đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của kênh Hoàng Việt. Mời quý vị chia sẻ những trải nghiệm tâm linh của mình tại chùa Sâu Thới ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên like, share và đăng ký kênh Hoàng Việt để ủng hộ chúng tôi nhé.